coi, thức dậy trên một cái nhà tù màu một clip rồi hay đi chờ mò thì khuyên dùng má không nhận được cười luôn trời. Rồi thốt em luôn. Rồi thốt em luôn. Mập hai bắt. Tay mập. Đây mập mới đúng. Chứ phải tay tay. Tay bằng nhà. Như ta nghe tiếng ta hey. Bảo thấy mình thiệt kìa đây đây đi. Rồi bắn cục chân luôn á.
Bố cục chân sao có đi được hay vậy? Triệu hồi cây sụp binh của ông Renba. Lộn, đây. Ra đây. Rồi chạy không? Đây, bả đang bình thường vậy phải không? Đang đi lại rất là bình thường phải không? Mình sẽ biến bả thành khổng lồ. Bả bị lắc nữa. Sao nhỉ? Ở đâu? Ở đâu ta? Chuyện gì? Còn cái chân bức với cục chân bức với cục chân em bỏ sờ bả đâu? Bả đi nè. Trời ơi, đi lùi mà còn chất sinh. Bả đi lùi mà còn chất sinh vậy. Rồi, để coi coi cái chân bả. Rồi biết rồi đó, biết rồi. Rồi mất cục chân luôn rồi. Bả cục chân rồi. Renba, hello Renba. Renba rất là bình thường luôn. Mình sẽ biến Renba thành bởi ni thì bên nhìn được chút xíu đây. Coi chừng mình có thể làm cho con cá sấu. Mất cái đẹp.
mất. Quá tôi nhìn cái đèn buồn cười với chữ. Buồn cười với chữ. Như nào. Tôi lấy đao gồ ngàn năm của tôi ra tôi. Tôi chụp hình liền. Đao gồ ngàn năm đâu rồi? Đây. Đao gồ ngàn năm. Ngàn năm có một. Tôi tắt cái USB đi. Chụp. Rồi. Một cái. Đây, cây gậy bó nữa. Chụp gậy bó luôn. Một, hai, ba. Không có giỡn được đâu. Đây, cây súng sạch kinh của ổng đây. Rồi, một tấm hình. Mình sẽ lưu bằng chứng lại. Mà đem vô nhà phát hành coi. Chứ nhà phát hành kiểu chấm hỏi. Đó, xong rồi đó. Đạo cụ, cảm ơn đạo cụ ngàn năm. Bye. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye.